Việc mua phải đất quy hoạch vẫn luôn là một đề tài thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về vấn đề này bạn nhé. Đây luôn là nỗi niềm đau đáu của biết bao người, là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nhân. Đất đầu tư bị quy hoạch nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Vậy nên điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là nghiên cứu kỹ để tránh những lô bị quy hoạch. Nhưng phải làm như thế nào? Đừng lo, chúng tôi ở đây để giúp bạn tránh khỏi điều tiếc nuối ấy. Một trợ thủ đắc lực giúp bạn vượt qua nỗi lo đất quy hoạch chính là Gilen. Chọn khu vực mà bạn muốn mua đất. Tôi sẽ chọn một miếng đất cụ thể là miếng này. Bạn nhìn xem, có phải vị trí miếng đất này vô cùng đắc địa không? Là đất mặt đường, rộng rãi thoáng mát. Thế nhưng, khi tôi điều chỉnh thanh dọc này thì rất rõ ràng rằng miếng đất này đã bị quy hoạch để làm đường. Thật là tiếc nuối phải không nào? Tôi sẽ lại lấy một ví dụ khác cho các bạn. Vẫn là một miếng đất tại xã Hậu Mỹ Bắc Anh, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Miếng đất này tuy không phải đất mặt đường nhưng nó cũng có những tiềm năng riêng của mình. Vậy mà khi tôi kéo thanh dọc trên bản đồ quy hoạch năm 2030, đây lại là một lô đất bỏ khi nó buộc phải quy hoạch để làm đường. Tưởng tượng sẽ ra sao nếu bạn không kiểm tra kỹ những miếng đất trên Gilen.vn mà mua phải đất quy hoạch? Chà, nó không phải một ý hay. Vào ngay Gilen để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.